Kính thưa quý vị, USA hỗ trợ Việt Nam trên 40 triệu Mỹ Kim để đối phó tác động biến đổi khí hậu. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USA hôm qua ngày 17 tháng 10 công bố chương trình kéo dài 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng và cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất. Thông cáo báo chí do Tòa Đại sứ Hoa Kỳ phổ biến tại Hà Nội trích lời ông Joachim Parker, Giám đốc USA Việt Nam cho biết, USA sẽ hỗ trợ Việt Nam tổng cộng trên 40 triệu Mỹ Kim thông qua việc triển khai chương trình rừng và đồng bằng Việt Nam. Chương trình năng lượng sạch Việt Nam trong 5 năm từ nay cho đến tháng 10 năm 2017. Ông Parker nói thêm rằng các chương trình này giúp giải quyết các vấn đề then chốt liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững đang có tác động tới Việt Nam. Trong đó, chương trình rừng và đồng bằng Việt Nam sẽ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành sử dụng đất nhằm đối phó với mất rừng, suy thoái rừng. Chương trình năng lượng sạch Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, khuyến khích đầu tư thử nghiệm các công nghệ năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng có ích.